Đại thi hào Maxim Gorky từng bày tỏ, mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người. Phải chăng việc đọc sách khiến người ta không còn đánh mất đi bản thân mà tìm lại được chính phần người nhất khi được hòa tan vào những khoảng lặng thân nhất, tinh nhất trong cuộc đời? Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Quỳnh Giao, học sinh lớp 11A7 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau mở khóa cuốn sách mang tên Mùa hè không tên của tác giả Nguyễn Nhật Ánh nhé. Hồi đó, tôi đi qua những mùa hè với tư cách là một đứa trẻ vô lo và vô nghĩ. Tôi dám chắc rằng mùa hè sẽ luôn ở đó và lặp lại vào năm sau. Và rồi khi lớn thêm, khi đã đi qua ngần ấy cái hạ, tôi mới giật mình nhận ra, quả thực mùa hè sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng những cảm xúc, ấn tượng và cả kỷ niệm về mùa hè hồi đó sẽ chỉ còn có thể xuất hiện ở trong ký ức của chúng ta bây giờ. Mùa hè năm ấy cũng chỉ còn là cái tên, chúng ta phải hồi tưởng thay vì được đắm chìm, được sống với nó một lần nữa. Hồi đó, con gà còn là quả trứng, cơn mưa còn là đám mây, người yêu chưa là người yêu cũ, tôi chưa là tôi hôm nay. Hồi đó, thứ hai còn là chủ nhật, mưa thu còn vương gió hè, con kiến còn trách con ve, ông là Fulstein chưa chết. Bây giờ thì tôi đã biết, thời gian lăn bánh mất rồi, chim bay về phía xa xôi, trang sách níu ngày thơ dại. Đó là những văn thơ mở đầu cuốn sách Mùa hè không tên của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, một trong những nhà văn hiện đại vô cùng nổi tiếng về đề tài tuổi trẻ. Cuốn sách chỉ tập trung viết về mùa hè của những đứa trẻ trong ký ức còn sót lại của nhân vật Khang. Thế nhưng, tại sao đó không phải là một mùa hè sôi động, một mùa hè thú vị hay một mùa hè đặc biệt, mà lại là một mùa hè không tên? Phải chăng không có một cái tên nào có thể bao trọn được những cảm xúc năm đó, có thể gói gọn được vùng trời ký ức bao la, hay chứa được hết vô vàn giọt nước mắt, tả được hết mọi tiếng cười, niềm vui bắt ngắt của những đứa trẻ? Bởi như chính tác giả cũng đã từng thổ lộ, tôi định gọi nó là mùa hè chia tay, mùa hè ưu tư, mùa hè định mệnh, hay xến rộng hơn một chút là mùa hè có mây tím bay. Nhưng rồi tôi thấy không có cái tên nào thật sự phù hợp. Cuối cùng, tôi nghĩ nếu cần phải có một cái tên thì tôi sẽ đặt tên cho nó là mùa hè không tên. Mùa hè đặc biệt của tôi cần gì phải khoác lên một cái tên riêng, khi mà mỗi lần đầu óc tôi quay ngược về thời kỳ đó, tôi luôn thấy lòng đầy xáo trộn. Nó đã khắc lên số phận tôi những dấu vết không thể phai mờ, như vết chàm mà con người ta phải mang theo cho đến tận cuối đời. Không chỉ ấn tượng bởi nhan đề, cầm cuốn sách trên tay, tôi còn không khó suýt xoa trước sự cứng cáp và trau chuốt của tấm bìa. Ngoài bìa cứng vốn có, mùa hè không tên còn được bao thêm bởi một tấm bìa mềm, in màu sắc vô cùng bắt mắt. Đây cũng là cuốn sách đặc biệt hơn hết vì nó chỉ được in chính thức một lần duy nhất theo thông báo từ nhà xuất bản. Bao giờ ở chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, ta cũng cảm nhận được cái thân quen, gần gũi đến lạ, tựa như bóng mình được soi chiếu vào trong đấy. Bóng dáng của chúng ta có lẽ cũng chỉ ẩn mình đâu đó trong số những đứa trẻ ở làng Đo Đo. Mùa hè của chúng không đặc biệt, nhưng nó là mùa hè duy nhất và không thể quay trở lại. Bởi lẽ, ở mùa hè năm đó, chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ và ngốc nghếch, nhưng rồi phải lớn dần lên, phải đi qua những mùa hè sau đó, cộng với sự trưởng thành, hiểu chuyện đến đau lòng, và tàn nhẫn nhất là phải rời xa nhau. Điểm nhìn trung tâm của câu chuyện đặt vào nhân vật Khang, một cậu bé sinh ra trong gia đình bình thường, có một cuộc sống khá ổn định. Khang lớn lên cùng với những người bạn của mình tại ngôi làng Đo Đo, mỗi đứa một hoàn cảnh. Đằng sau mỗi chương, mỗi trang viết là những câu chuyện của bọn trẻ xoay quanh lời tâm sự về cuộc sống gia đình và cảm xúc cá nhân. Nguyễn Nhật Ánh đã đưa bạn đọc về với khoảng lặng của tuổi thơ, của những mùa hè đang dần đổi mới. Cái đổi mới ấy không tích cực hơn, nhưng cũng không hoàn toàn là tiêu cực. Tôi chỉ dám khẳng định rằng nó khiến ta phải hoài niệm và ngẫm ra nhiều điều. Còn là trẻ con, chúng ta hồn nhiên đến đáng thương. Nhà văn nói rằng, những đứa trẻ khi được người lớn hứa cho kẹo, không biết người lớn đó chỉ nói đùa, nói vì vui miệng. Nhưng đứa trẻ ngây thơ cứ ngóng chờ mòn mỏi, tối nằm ngủ còn mơ thấy mình mỉm cười ôm gói kẹo trong tay. Nhưng thà vậy, thà cứ đáng thương một chút, còn hơn là lớn lên để hiểu chuyện, nhưng là hiểu chuyện đến mức đau lòng. Bức màn về tình cảm gia đình rạn nứt dần được hé lộ, những khúc mắc trong lòng ngày một lớn lên, những suy nghĩ trẻ con mà tự trường như đau đớn, suy sụp đến dữ dội, những nút thắt bí ẩn cũng bắt đầu hiện rõ trên hành trình lớn lên của những đứa trẻ. Hóa ra, chúng ta đang trưởng thành và đang làm tổn thương nhau, ta cũng đang tự làm đau chính mình.
Tuy rằng cuộc sống vốn là như vậy, nó không màu hồng vĩnh viễn qua đôi mắt của trẻ thơ, rồi chúng ta sẽ phải đối mặt với những xung đột của cuộc đời. Nhưng đằng sau những hiểu lầm, những giận hờn vô cớ, ta càng biết thấu hiểu, cảm thông và chữa lành cho nhau. Hơn hết, chúng ta biết trân trọng hơn tình bạn đẹp đẽ và diệu kỳ trong suốt những mùa hè hồi đó. Mùa hè mà kể cả có dựng lại thành phim cũng khó mà vẹn nguyên cảm xúc như ban đầu. Người ta thường nói, thời gian thấm thoát thoi đưa. Đọc xong chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, tôi thấy nó không đơn thuần chỉ là thấm thoát, mà đúng hơn phải là tàn khốc chạy qua. Chính thời gian đã đổi thay cảm xúc con người, khiến những đứa trẻ phải xa nhau, phải mỗi người một hướng. Đến lúc đó, làm sao thoát ra khỏi sự hối tiếc khi mà có những lời yêu còn chưa kịp ngọ, như tình cảm mà đến cả cuối chuyện, nhân vật Khang vẫn chưa thể thổ lộ với bé Nhàn. Ngoài những rung động hồn nhiên, những tình cảm chống đỡ của trẻ con, đọc Mùa hè không tên, ta còn không có xúc động trước tình bạn bất tử của những cô cậu bé làng Đo Đo. À, nói về làng Đo Đo, ngôi làng này bé lắm, nó không giống như ở thành phố, nó không phải là môi trường tốt để phát triển con người. Chính suy nghĩ ấy của ba Khang đã khiến cậu bé phải chia tay với những người bạn và dần dần bỏ xa cơ hội được nhìn thấy, được gặp gỡ nhau thêm một lần nữa. Những cuốn sách mà dù ta có đọc đến cả nghìn lần vẫn không hề thấy chán. Nói là cả nghìn lần thì hơi quá, nhưng tôi cũng không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi lật lại kể từ những trang đầu của cuốn Mùa hè không tên. Mỗi lần lại nhận ra một bài học, lại thổn thức một cảm xúc mới. Chỉ duy có nỗi buồn man mác là luôn lắng lại ở đấy. Đó là nỗi buồn về sự chia ly, về mùa hè vĩnh viễn không thể nào quay trở lại. Một cuốn sách hay là khi ta không thể nào giữ nổi nó cho riêng mình, mà lập tức ta muốn chia sẻ mọi nội dung, mọi cảm xúc của bản thân. Ta muốn tìm đến những người bạn để cùng thưởng thức, chiêm nghiệm về cuốn sách ấy. Tôi mang Mùa hè không tên, đứa con mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh đến với các bạn trong lớp của tôi, và bây giờ chúng tôi lại đem nó đến với tất cả các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. Mùa hè của các bạn như thế nào? Liệu có đặc biệt như mùa hè không tên trong tác giả? Hãy cứ đọc, cứ thả mình vào cuốn sách. Tôi không chắc nó khiến bạn mỉm cười hay khóc thương cho bất kỳ ai trong câu chuyện. Nhưng tôi dám chắc chúng ta đều thấy phần nào tuổi thơ của mình ở trong đấy. Cuối cùng, tôi rất muốn nói lời cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh đã đem đến một sáng tác tuyệt vời, khơi dậy trong tôi nhiều hoài niệm và ký ức thật đáng yêu, đáng nhớ. Cũng rất muốn cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe những chia sẻ, cảm xúc của mình với cuốn sách. Xin chào tạm biệt, hy vọng sau những lời bày tỏ của mình, các bạn sẽ tìm đến với câu chuyện mang tên Mùa hè không tên của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.